Thần Krishna là một trong hai cái phó thân nổi tiếng của thần Vishnu, là biểu hiện của sức mạnh tâm linh, là vị thần của những mục đồng. Chàng trai hồn nhiên chất phác, hơn thế nữa là một nghệ sĩ thiên thần đã sáng tạo ra những điệu múa nổi tiếng dưới ánh trăng thu, Rasa Mandala hay còn gọi là vòng tình, và những điệu sáo trúc tuyệt diệu. Một hình ảnh phổ biến về Krishna trong nghệ thuật tạo hình là cảnh chàng trai chống đỡ ngọn núi Gohadvana. Thần Krishna được xem là hóa thể hoàn hảo nhất của thần Vishnu.